Đang theo dõi chuyên mục kỹ năng cuộc sống. Quý vị thân mến, mùa hè oi bức chính là thời điểm thích hợp để các bạn gái có thể trưng diện những loại váy áo rực rỡ. Tuy nhiên, sẽ thật không may nếu như trên chân bạn xuất hiện một vài vết sẹo. Và Tuyết Vinh nghĩ rằng sẽ không vui hơn nữa nếu chẳng may những vết sẹo này lại nằm ở một vị trí mặt tiền, ví dụ như là trên gương mặt của bạn chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì bạn không cần phải lo lắng nữa, bởi vì những vết sẹo mờ, sẹo thâm và cả những vết sẹo lâu năm đều có cách khắc phục bằng những loại thảo mộc hoặc là những loại hoa quả tự nhiên. Chắc chắn là bây giờ quý vị khán giả đang rất nóng lòng muốn biết những phương pháp điều trị sẹo đó là gì. Vậy thì ngay bây giờ, Tuyết Vinh sẽ chia sẻ những phương pháp để chúng ta làm mờ những vết sẹo mới hoặc là những vết thương mới lành và đang lên da non. Cách đầu tiên khá là phổ biến đó là chúng ta sẽ sử dụng nghệ tươi. Từ lâu thì trong dân gian đã biết sử dụng nghệ tươi để làm mờ sẹo, bởi vì tinh chất nghệ có tính khử mùi hôi, có tính kháng viêm, sẽ giúp làm mờ những vết sẹo của bạn. Và chúng ta sẽ giã nhỏ nghệ ra rồi thoa lên trên vết sẹo để qua đêm và chúng ta rửa sạch mặt lại vào sáng ngày hôm sau. Nếu như bạn không có nhiều thời gian thì chúng ta có thể giã nhỏ nghệ ra và cho vào đó một ít rượu trắng rồi đun cách thủy, cho vào lọ và để dùng dần. Phương pháp thứ hai để làm mờ vết sẹo đó là chúng ta sẽ sử dụng dưa leo. Thì dưa leo ngoài việc là dùng làm mặt nạ để giúp cho bạn có một làn da trắng mịn thì cũng khá là hiệu quả trong việc làm mờ những vết sẹo. Dưa leo thì chúng ta sẽ thái thành những lát mỏng và đắp lên trên những vết sẹo để qua đêm. Và áp dụng phương pháp này liên tục trong vòng khoảng một tuần thôi thì quý vị và các bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt từ những vết sẹo. Quý vị biết không, trong những quả cà chua chín đỏ như thế này có rất là nhiều vitamin A sẽ giúp cho làn da của bạn không bị khô và chống lại oxy hóa rất là tốt. Chính vì vậy mà cũng khá là hiệu quả trong việc giúp bạn làm mờ đi những vết sẹo mới. Cà chua thì cũng tương tự như dưa leo, bạn sẽ thái thành những lát mỏng và đắp lên những vết sẹo mụn của mình. Áp dụng liên tục như vậy trong một tuần thì chắc chắn là bạn cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt từ những vết sẹo này. Phương pháp tiếp theo để làm mờ những vết sẹo mà Thúy Vinh muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn đó chính là chúng ta sẽ sử dụng nước cốt chanh. Nước cốt chanh thì được ví như là một chất tẩy trắng tự nhiên và chắc chắn là nó sẽ rất hiệu quả trong việc làm mờ sẹo. Với nước cốt chanh thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp như sau. Đó là bạn sẽ rửa những vết sẹo thật kỹ và sau đó chúng ta sẽ dùng một miếng bông gòn đã được ngâm trong nước cốt chanh nguyên chất rồi thoa nước cốt chanh lên trên vùng da bị sẹo. Để như vậy trong vòng khoảng 15 phút rồi rửa sạch mặt lại bằng nước ấm. Tuy nhiên bạn cũng không nên lạm dụng phương pháp này quá nhiều bởi vì axit citric trong chanh sẽ rất có thể gây ra những tác dụng không mong muốn cho làn da của bạn. Tiếp theo, Tuyết Vinh xin chia sẻ với quý vị một phương pháp nữa mà chúng ta sẽ sử dụng một nguyên liệu khá là quen thuộc, đó chính là trà xanh. Như vậy thì với phương pháp này bạn có thể tận dụng nước uống trà xanh để làm mờ đi những vết sẹo của mình. Chúng ta sẽ sử dụng một miếng gạt bông và thấm vào trong nước trà xanh đặc, sau đó thì đắp lên trên vùng da bị sẹo. Một cách khác là bạn có thể sử dụng miếng gạt bông này và chà sát lên chiết xuất trà xanh và chúng ta cũng sẽ đắp lên những vùng da bị sẹo như vậy. Nếu như chúng ta không sử dụng trà xanh thì bạn cũng có thể thay tinh chất trà xanh bằng dầu ô liu cũng sẽ mang lại một hiệu quả tương tự. Quý vị biết không, mật ong cũng được xem là một trong những chất có thể giúp ích trong việc làm mờ đi những vết sẹo. Bạn có thể thoa mật ong lên trên những vết sẹo và giữ nó ở đó qua đêm. Theo các chuyên gia thì nếu như bạn áp dụng phương pháp này thường xuyên thì sẽ rất là hiệu quả trong việc làm mờ đi những vết sẹo mới. Còn bây giờ thì Tuyết Vinh sẽ chia sẻ với quý vị một vài những phương pháp để chúng ta làm mờ đi những vết sẹo lâu năm. Đối với những vết sẹo lâu năm thì hành tây có thể là một sự lựa chọn rất tốt. Bởi vì trong hành tây có chất chống viêm và nó sẽ giúp làm giảm đi sự thâm nám cũng như là hạn chế những vết sẹo. Còn nếu như bạn e ngại mùi vị của hành tây thì chúng ta cũng có thể sử dụng những sản phẩm chiết xuất hành tây ở dạng gel hoặc là trong những loại thuốc dạng mỡ được bán ở các tiệm thuốc tây. Một lời khuyên dành cho những ai bị dị ứng với hành tây đó là chúng ta không nên áp dụng phương pháp này bởi vì điều đó có thể gây kích ứng da của bạn. Một phương pháp tiếp theo khá là đơn giản đó là chúng ta sẽ sử dụng rau má. Đây là một loại rau mà bạn dễ dàng có thể tìm mua được ở các chợ hoặc là siêu thị. Cách làm thì chúng ta sẽ giã nhỏ rau má ra và tạo thành một nắm, rồi sau đó chúng ta sẽ đắp lên trên vết sẹo.
áp dụng phương pháp này liên tục trong một khoảng thời gian thì chắc chắn là quý vị cũng có thể cảm nhận được sự hiệu quả từ rau má. Còn một phương pháp khác giúp bạn có thể làm mờ đi những vết sẹo lâu năm, đó là chúng ta sẽ sử dụng mặt nạ trái cây như là táo hoặc là thơm. Phương pháp như sau là chúng ta sẽ xay cả táo và thơm ra và tạo thành một hỗn hợp. Sau đó thì bạn sẽ đắp hỗn hợp này lên trên da mặt ở những vùng da bị sẹo mụn trứng cá, và chúng ta sẽ đắp mặt nạ trong vòng khoảng 20 phút. Để có hiệu quả tốt nhất thì chúng ta nên áp dụng phương pháp này từ 1 đến 2 lần trong một tuần quý vị nhé. Ngoài những phương pháp tự nhiên mà Tuyết Vinh vừa chia sẻ với quý vị nãy giờ thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm viên nang vitamin E. Với viên nang vitamin E này thì nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc tái tạo làn da mới. Và cách mà chúng ta sẽ áp dụng như sau. Trước hết thì bạn phải rửa sạch vùng da bị sẹo hoặc là những vết thương thật là kỹ. Sau đó thì chúng ta sẽ nặn một ít dầu vitamin E trong viên nang ra trên đầu tăm bông. Và nhớ là chúng ta sẽ tránh giấy bẩn lên trên tay hoặc là quần áo. Rồi sau đó thì nhẹ nhàng thoa dầu vitamin E lên những vết sẹo hoặc là vết thương. Làm sao để cho chúng ta có thể giữ được dầu vitamin E ở đó trong khoảng thời gian ít nhất là từ 4 đến 5 giờ. Chúng ta phải áp dụng phương pháp này mỗi ngày một lần và phải liên tục. Tùy theo những vết sẹo là cũ hay mới thì bạn phải áp dụng phương pháp này có khi là 1 đến 2 tháng thì mới thấy được hiệu quả. Ngoài việc sử dụng vitamin E thì còn một loại vitamin khác mà Tuyết Vinh muốn chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể sử dụng thêm, đó là vitamin C, bằng cách là bạn sẽ bổ sung những viên vitamin C hoặc là ăn những loại thức ăn giàu vitamin C. Chắc chắn là điều đó cũng có thể hỗ trợ cho bạn trong việc điều trị những vết sẹo lâu năm. Với tất cả những nguyên liệu mà Tuyết Vinh chia sẻ cùng quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì Tuyết Vinh tin rằng đó là những nguyên liệu dễ tìm mua, giá thành cũng rất là hợp lý, mà cách làm lại vô cùng đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà mà không cần phải tham gia bất cứ một quá trình điều trị sẹo gây tốn tiền nào. Điều quan trọng nhất là bạn phải kiên nhẫn, bởi vì dù cho bạn chọn phương pháp nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng trong một khoảng thời gian khá dài mới thấy được hiệu quả. Tuyết Vinh hy vọng rằng quý vị sẽ thành công với một trong những phương pháp mà chương trình vừa chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.